trước thì nhà hàng đã có riêng một cái cục wifi, nhưng mà sau khi lượng khách vào thì cũng chưa có hài lòng về cục wifi của trong quán. Từ khi có wifi free thì khách rất là hài lòng về cái tốc độ wifi free này. À, từ ngày mà có wifi free là nói chung là đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Khách truy cập rất là nhiều nên là kể cả hộ kinh doanh hoặc là khách đó đều truy cập tốt, nên là khách rất là hài lòng, nên đảm bảo thích ứng cho cái việc mà kinh doanh. Tôi nghĩ là toàn Hội An này có wifi như vậy là khách rất là thích, nên lượng khách tới đây rất là hài lòng khi mà truy cập được tất cả các dịch vụ của họ. Tôi nghĩ đó là một cái điều kiện thuận lợi để cho hộ kinh doanh chúng tôi phát triển và cả toàn Hội An phát triển. Em vừa đến Hội An và em được một người bạn giới thiệu cho dùng thử wifi, wifi miễn phí nhưng mà rất là mạnh ạ. Mấy hôm vừa rồi em chỉ dùng 3G thôi, nhưng mà bây giờ đã có wifi thì rất là tiện, nó giúp em tìm được đường rồi là up ảnh check in ngay tại chỗ, rất là tiện lợi ạ. The wifi is very good because it permits me to check the map anytime I need to go somewhere, and it permits me to send message to my friend to bring them back, to meet them back. Yeah, thanks to the Wi-Fi, I can find like the restaurant where I want to go, and also check what's the best restaurant in town. So we came to Hội An to look around, and we needed Wi-Fi, and on our phone, Hội An free Wi-Fi everywhere we go. Amazing. makes very easy to get around. I can look on my map. I can look up restaurants. Wi-Fi. Hội An free Wi-Fi, fantastic. It's working very well, actually. And today is our second day of in Hội An. We tried to log in on the free Wi-Fi, and it's really nice. So I can use the Wi-Fi everywhere in the city, and it's very helpful for us. Trước đây thì thành phố Hội An như tỉnh Quảng Nam có đầu tư một hệ thống Wi-Fi cho thành phố Hội An với mục đích là để phục vụ cho du lịch, cho du khách và một bộ phận nhân dân ở trên toàn thành phố. Nhưng mà trong quá trình triển khai cái hệ thống trước thì do một số yêu cầu kỹ thuật và cái phương án triển khai nó không được tối ưu, nên mức độ phục vụ cho khách du lịch nó còn hạn chế. Do vậy thì sau một thời gian hoạt động thì cái đáp ứng nhu cầu của du khách cũng như là nhân dân trong khu vực lắp đặt hệ thống thì không được đáp ứng. Do vậy thì sau quá trình kiểm tra và thực nghiệm trong một năm thì thành phố mới quyết định là đầu tư lại hệ thống. Và hệ thống hiện nay thì tới thời điểm này thì cơ bản là tương đối ổn định. Và qua một số thông tin khảo sát của một số người dân và du khách thì trước mắt người ta họ vẫn có một nhận xét là rất tốt, và tốc độ truy cập internet cũng như là số lượng người dùng cùng một lúc trong những lúc mà khách du lịch đông cũng như là một số điểm du lịch rất là đông du khách thì hệ thống nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu và cái mục đích mà thành phố đưa ra. Trong tháng 11 vừa rồi thì chỗ bên Viettel và bên thành phố Hội An á là có ký cái hợp đồng triển khai dự án wifi miễn phí cho các tuyến đường trong phố cổ và một số khu vực là của bến tàu, bến xe, những nói chung là những khu vực mà khách du lịch với lại nhiều á, với lại một số khu hành chính của Hội An. Thì đến triển khai đến thời điểm bây giờ thì tổng cộng là mình đã nói chung phát sóng được là 114 điểm SS Boy rồi. Dù trong quá trình thử nghiệm thôi nhưng mà nói chung cái hiệu ứng của người dân và khách du lịch mang lại đưa phản hồi lại á, là hệ thống wifi này nói chung là hoạt động tốt và tốc độ nhanh, cộng thêm là cái mà phương thức mà đầy đăng nhập á, đơn giản, thành ra là mọi người nói chung rất là happy về hệ thống này.